Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khả Nam ơi. Và tiếp tục thì thời gian rảnh rỗi Khả sẽ soi sách đồ lại cho anh em xem. Thi nhận tăng dụng môn tháng 4 vừa rồi. Thi nhận tăng dụng môn mới của tháng 4 vừa rồi nha anh em. Đó. Thì cho anh em xem sơ qua cái này thi nhận nha anh em. Một cái sách đồ vũ khí thủy, phá hành thủy, nón thủy chống 40, có mình 80 chón. Lượng kháng hỏa được 23 và 10 và cái kèm với giá trị kháng cảm 13. Áo kim hồi 47. Rồi ba tay làm trọng 40, sinh lực dùng 1. Sinh lực lực ẩn 1. Ngập bòi sinh lực lực chậm 40, có mình 80 chậm. Kèm với nhẫn không băng và đai lưng không băng. Một nhẫn khăn lôi, nội lực cao. Một đai dây khăn lôi. Đó, set này set phá hành thủy nha em. Thì nhẫn đi theo set này cũng được, cứ đặt móc 80 chó rồi. Đó. Rồi 80 chậm. Đằng này nếu lên tăng dụng môn thì có cái vũ khí mà sao không xài á nè mọi người. Rồi, hiện tại đang giữ là cái ấn này, cái ấn quan long kích 1 cấp thì ngồi đầu tiên 1 cấp và nhíp hồn loạn tâm 1 cấp đó. Thì sau khi lên tăng dụng môn sẽ được một cây vũ khí chống bang, chống phái đó. Thì cái đó anh em cũng để ý thì nó sẽ có dòng tóc sát thương rồi họ sát nội công các kiểu nè, nhưng mà mang vào này thì chắc là nó không hiệu quả, nó mất hiệu ứng chón đó. Nên ổng không mang đâu mọi người đó, tại vì cây kia chỉ có kháng hỏa 25 thôi, không có chón chắc là ổng không mang đó. Rồi một giá trang xuất kháng cảnh 5 và một phi phẩm kháng cảm 10. Nếu có một nào kháng cảnh 5 nữa thì ăn này kháng khá là cao đó mọi người đó. Này Minh Anh với khá là chắc anh em ơi, hàng với cấp 16 anh em, thì nhận cấp 16. Cho anh em xem thì chắc cũng nằm ở top môn phái thôi. Đó, top 1 môn phái, nói chung bên ACE thì toàn hàng khủng anh em ơi. Đa số ác nào cũng khỏe, ác nào cũng tăng trưởng môn. Đó. Nên cùng xem sơ qua thấy chưa? ACE không hề yếu đâu mọi người. Ba miền hôm nay thiên tử không đánh là anh em hiểu rồi. Rồi, ok anh em đừng quên đỡ lại cho cao thủ Minh Anh, một trong những tăng trưởng môn thiên nhẫn, một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha.